Rồi, xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Mình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi có thời gian sẽ quay một cái video để test thử chiếc bơm cứu hỏa cho các bạn xem. Cái chiếc bơm cứu hỏa này là chiếc bơm Tohatsu ở V56. Đây các bạn có thể thấy được. Chúng tôi đang tác nghiệp ở một cái ao. Đây các bạn thấy không? Đây là chiếc Tohatsu các bạn nhé. Chiếc này thì động cơ của nó là động cơ 2 kỳ 2 máy. Đấy, các bạn có thể thấy được động cơ Tohatsu rồi. Tohatsu V56 động cơ 2 máy. Con này khởi động vừa đề nổ vừa giật nổ các bạn nhé. Đây, con này thì các bạn có thể thấy được thông số của nó ở đây. Con này là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó gần như là mới luôn. Căn bản chắc ở bên Nhật thì họ cũng không sử dụng đến do là nó có cháy nó đâu mà dùng. Hôm nay thì chúng tôi sẽ mang ra đấy test thử xem luôn. Các bạn có thể thấy được ao bèo đây, quang cảnh nhá. Chúng tôi đang nối vào ống khoảng tầm 15m. Rồi, test thử chiếc máy này. Rồi, đây phát nổ luôn. Hai là người giữ ống ạ. Ông ơi, ông xịt kiểu nào đấy, lên cái này này nó trắng lắm, không nhìn được cái gì cả. Đấy. Hai thằng giữ căng đét luôn. Đừng vẩy ống nhiều, vẩy nhiều tôi không xoay được theo đâu. Bạn thấy kinh chưa? Như vòi rồng luôn. Ê, bắn ngang rồi. Còn ống ra cho đừng gập ống. Ai là như họ kéo pháo luôn. Như họ kéo pháo luôn. Ôi, từ từ đã, bắn cố định thôi, rồi bắn cao lên. Trắng trời không nhìn thấy đường nước đâu. Rồi bắn ngang tầm tán đây thôi. Rồi các bạn nhìn thấy không? Bắn cao lên nữa đây. Một tí nữa. Hạ xuống một tí đi. Nhung cánh ra Nhung ơi. Hạ xuống. Rồi lên một tí đi. Từ từ nhá. Rách người luôn. Bỏ ra cái một cái bay. Hai ông giữ. Thank you.
Dã man. Một thằng dữ chỉ có bay người thôi. Cảm giác nào? Có phê. Phê không? Mỏi hết cả tay. Mỏi hết cả tay. Cái này mà cứu hỏa là tay phải to rồi nha.